Có thể thấy, từ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho tới chiến lược gia Chu Xie và ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF không muốn đặt nặng áp lực lên các cầu thủ trẻ ở ASEAN 19. Với thầy Tuấn, giải đấu lớn ở Hàng Châu chính là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ được chui rèn bản lĩnh. Tôi muốn các cầu thủ trẻ phải làm những gì tốt nhất có thể, thậm chí hơn cả những gì họ có. Với yêu cầu cao như thế thì đằng sau phải ẩn chứa mục tiêu cụ thể của VFF và ban huấn luyện. Nếu tôi nói ra mục tiêu cụ thể ấy, điều này có thể không tốt cho các cầu thủ trẻ. Đội tuyển Olympic Việt Nam đang tranh tài tại ASEAN 19 có nhiều cầu thủ 18 đến 19 tuổi. Nếu đưa ra mục tiêu cao, khác nào để cầu thủ phải chịu áp lực lớn. Khi thi đấu với cầu thủ 24 và trên 24 tuổi, đó đã là rào cản tâm lý với cầu thủ trẻ của Olympic Việt Nam rồi. Chúng ta không nên tạo thêm áp lực nữa cho cầu thủ. Tôi tin rằng các cầu thủ cũng hiểu. Dù tôi không đưa ra mục tiêu cụ thể cho đội nhà nhưng chắc chắn các cầu thủ hiểu ban huấn luyện đang muốn gì, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định. Từ đầu năm tới giờ, các đội bóng trẻ của Việt Nam liên tục thi đấu cọ sát. Trước thềm ASEAN 19, lãnh đạo VFF đã có những cuộc họp bàn với huấn luyện viên Chu Xie, Hoàng Anh Tuấn để thống nhất hàng loạt mục tiêu, kế hoạch dài hơi. Không phải vô cớ khi thầy Tuấn mang sang Hàng Châu nhiều cầu thủ trẻ đến vậy. Bản thân ông Tuấn cũng không hề chủ quan hay có ý định xem nhẹ Á vận hội, vì trên hết, tranh tài ở đấu trường đỉnh cao châu Á, 4 năm một lần, này là danh dự quốc gia, là hình ảnh của thể thao nước nhà. Phải thấy rằng, lãnh đạo ngành thể thao cũng hết sức ủng hộ VFF, ban huấn luyện các đội tuyển quốc gia trong chiến lược đào tạo, phát triển bóng đá trẻ.